famous rồi. Bạn của mình là mỗi lần đi vô đây là thắp nhang cho ba của mình. Mỗi lần vô đây là thắp nhang à. Dễ thương lắm luôn á. Yeah, I just wanted to make your place, isn't it? So. Gia đình Champagne Ben xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Gia đình Champagne Ben đang trên đường đi ăn tối. Bữa nay thì gia đình Champagne Ben sẽ đi ăn tối ở nhà hàng Ấn Độ, ăn món Ấn Độ cả nhà. Tại vì tháng này là sinh nhật của mình nên mình được một cái phiếu ăn tại nhà hàng 40 euro thì trong vòng 40 euro này đó mình có thể là lựa chọn được nhiều nhà hàng mà họ có chấp nhận cái voucher này á, cái phiếu này á, thì mình chọn cái nhà hàng Ấn Độ 40 euro thì khi mà mình vô đó mình ăn á, nếu mà mình ăn hơn 40 euro thì mình trả cái giá tiền trên lệch á, chắc chắn là hôm nay sẽ ăn hết hơn 40 euro rồi đó cả nhà. Gia đình mình đến Lê Hoa Đình rồi thì đi vô bãi đậu xe ở ngoài, không có ở trung tâm, tại trung tâm kiếm chỗ đậu xe khó lắm cả nhà, nên mình đậu xe dưới hầm á, rồi cả nhà đi bộ khoảng cỡ 10 phút là đi tới nhà hàng ha. Đi tìm cái nhà hàng này cũng hơi lâu, tại vì hồi đó giờ hai vợ chồng mình chưa có ăn cái nhà hàng này bao giờ hết á, nên là đi vòng vòng rồi mới tìm ra cái nhà hàng này đó. Bây giờ mình đến rồi đó, India Restaurant, nhà hàng là Yamuna đó, mình đọc diễn biết có đúng hay không nữa. Hôm mình đi ăn là thứ tư cái ngày trong tuần, mà lúc đầu mới vô á là mình thấy trời ơi, cũng ở ngoài trước á là cũng khách khứa đông lắm nha, mà mình muốn quay phim á nên là mình sợ ồn, nên là mình đi vô trong cái chỗ đây, mình xin người ta là đi vô trong cái chỗ này không có người nè để mình ngồi. Còn phía trước là nó đang có một cái bàn tiệc nên là rất là ồn luôn. Ai mà không ngờ cả nhà, chập lét hả, nguyên cái nhà hàng này hả, đầy khách luôn, nó full hết luôn, chỗ nào cũng có người hết luôn, nên là mình cũng không có quay được nhiều đó. Mình chỉ lúc đầu không có ai thì mình còn cầm máy quay, mình đi quay chỗ này quay chỗ nọ. Ở đây là cái Trip Advisor, thì cái nhà hàng này họ được đánh giá là 4.5 sao trên Trip Advisor. Nhà hàng này là cái nhà hàng Ấn Độ mà được cái số điểm cao nhất trong cái tỉnh Friesland của mình luôn á cả nhà. Nên là mình cũng muốn đi ăn thử cái nhà hàng Ấn Độ này là thấy nó có ngon hay không. Rồi lúc mà mình coi menu á cả nhà, thì hai cha con mới coi menu thì nhà hàng họ đem ra cái bánh này cho mình ha. Trong lúc mình chờ đợi đồ ăn, trong lúc mình coi menu thì cái bánh này nó giòn á. Đây là bánh này nó chiên à. Rồi mình sẽ ăn với lại ba cái loại sốt này. Cái này giống như là da u á cả nhà. Còn đây là hành tây ha. Còn ở đây một loại nữa, cái này thì mình không biết nhưng mà mình đoán có thể là sa tới á, ăn ngọt ngọt và cay cay. Cái này cũng ngọt. Ngọt luôn hả? Ngon không? Ngon. Bên là bên uống xoài xay. Ngon không? Tự nhiên người ta vừa đem cái ly ra, ông em nói ủa, tưởng ly bự chứ cái ly nhỏ chứ vậy. Ngon ăn ngon là được rồi đúng không con? Đây là món đầu tiên á. Bread with bean inside. Hey Ben, you want bread and bean? Yes. Please. Thank you. Very. Ngon không? Ăn thử coi. Cái món đầu tiên á, thì nhà hàng á, họ đem ra rất là nhanh luôn.
sau cái món đầu tiên này hả, tao nói hả, vợ chồng con cái chờ cái món, mấy cái món chính hả, tao nói chờ dài cái cổ luôn. Khi mà nó đem đồ ăn ra, tao nói là không còn tinh thần để quay phim từng món mà review từng món nữa. Mạnh người nào người nấy vậy, ăn như là sắp chết đói vậy, tại vì nó đói bụng quá. Cơm ẩn ha cả nhà, nấu với lại cái màu cà ri á, còn đây là gà, nó nấu với lại cái sốt nước cốt dừa. Đây là bánh mì nan, mà bánh mì nan nó làm không có ok, không có giống cái bánh mì nan mà mình thường ăn đó, nên là mình không có đánh giá cao về cái đồ ăn ẩn ở đây. Ăn ok, dành cho những cái khách nào mà họ chưa từng ăn món Ấn Độ thì họ sẽ đánh giá cái nhà hàng này ngon. Còn mình là mình ăn món Ấn Độ rất là nhiều nơi rồi, nên là mình biết cái vị Ấn như thế nào. Thì cũng phải làm cho giống, làm đúng cái vị cho người Hà Lan ăn thì mới có khách Hà Lan. Chứ còn mà nói mà thực sự mà nói mà nấu mà đúng luôn cái món mà Ấn á, thì là mình nghĩ dân Hà Lan người ta ăn cũng không có được đâu. Đặc biệt đầu tiên là cay, cái thứ hai ví dụ mà gia vị, tại vì món Ấn họ nấu rất là nhiều gia vị luôn, mà nấu nhiều gia vị quá, cái mùi nhiều quá thì dân Hà Lan cũng không có ăn được. Mà mình đang nấu đồ Ấn trên đất nước Hà Lan thì chủ yếu bán cho người dân Hà Lan, nên là ở bên đây thì nó không hợp khẩu vị với mình thôi. Ăn ok, mình chấm cái nhà hàng này là 6.5 cả nhà. Còn là tại vì nó chỉ, mình thấy nó là chỉ có sử dụng là một cái hương vị thôi, một cái mùi vị đó, mà nó làm cho nhiều cái món khác nhau, nên là nhìn hình ảnh đồ là mình thấy món này là khác món kia khác, nhưng mà cái vị nó y chang một cái. Tổng cái bill tối ngày hôm nay mình ăn là 105 euro nha cả nhà. 105 euro thì mình có cái phiếu coupon 40 euro mình đưa cho họ, nên là hai vợ chồng mình trả còn lại là 65 euro á. Thì ở đây là đồ ăn cũng không có phải là mắc lắm theo như mình, tại vì một phần của nó cũng nhiều á. Và đồ ăn đa phần mình gọi cái món nào thì nó cũng sẽ đi kèm cho mình là cơm Ấn Độ ha, cơm cà ri Ấn Độ. Cái cơm nó nấu với lại lá cà ri với lại ngợi đồ á, cái cơm vàng vàng, nên mình thấy ok. Hôm qua trước lúc mà đi vô trong nhà hàng Ấn Độ ăn á cả nhà, thì mình có ghé mình mua một số đồ. Tại vì vài ngày nữa là thằng Ben nó được nghỉ học được một tuần, thì anh Hen với lại Ben sẽ đi qua Cambodia, Africa, right Henry? Yes. Là đi qua châu Phi á cả nhà. Lần đầu tiên hai cha con đi qua bên châu Phi, anh Hen sẽ đi với Ben đi một tuần. Còn mình thì mình ở nhà để cho hai cha con đi. Thì từ ở đây á, từ Hà Lan mà bay qua bên Cambodia là đi bay 7 tiếng đồng hồ á. Hôm qua mình ghé cái tiệm Trung Quốc, mình mua được cái này là gì quên mẹ không? Cái này tàu hủ kỳ à, tàu hủ kỳ. Mình mua tàu hủ kỳ bị gì nó bán là 3 đồng ở cả nhà. Rồi cái mua luôn 6 trứng, một vịt trứng vịt bắp thảo nè. Ở bên đây nó bán một hộp như vậy là 6 trứng. 6 trứng thì 5 đồng nha cả nhà. 5 đồng. 5 đồng là 125 euro. 125 ngàn. Trời ơi, 125 euro giàu quá, ăn dữ rồi. Vậy nè, cái trứng vịt bắp thảo bên đây nó làm gì nè cả nhà. Đó, mình mua tại vì mùa này mình hay nấu súp á, giống như dạng súp cua ở Việt Nam á, rồi mình hay cắt nửa cái trứng này vô, hoặc là mình ăn với lại tôm khô củ kiệu. Này là chỉ có mình ăn à. Mình thấy bên đây bán cái giá này cũng ok, với bộ 6 trứng mà 5 đồng cũng phải chăng. Sẵn luôn là đi mua mì udon, tại vì mình ở bên đây á, mình ăn nhanh gọn lẹ, nên là thí dụ mình nấu bánh canh á, là mình cũng nấu từ cái cọng mì udon này nè cả nhà. Đó, bánh canh rồi mình ăn bún bò quế, mình cũng chơi cái cọng này luôn. Tại vì cái cọng này nó ăn ngon hơn là cái cọng bánh canh mình luộc ra nữa, mà nó tiện lợi. Ví dụ mình ăn lần á, mình lấy gói, mà gói này là phải ăn mạnh rồi mới ăn hết. Mình ghé cái tiệm này mình mua, tại vì ở trong siêu thị Hà Lan á, nó bán mì udon nó bán tới 1 đồng. Nó bán là 9 chấm mấy đó, sen là gần 1 đồng. Còn này mình vô cái tiệm đó mình mua thì mình mua có 75 sen nè.
đó, nên là nó rẻ hơn là mình mua. Trước khi đi là Henrik là hay chở mình tới mấy cái tiệm mà châu Á, ví dụ hỏi có mua gì không thì ổng chở đi luôn, rồi mình ở nhà mình khỏi mất công đi. Mình đi tới cái tiệm này là lúc nào mình cũng mua cải chua. Cải chua này là của Tàu qua chứ không phải là của không phải của Việt Nam đâu cả nhà. Cải chua nó bán như vậy nè, một bị như vậy á, là nó bán một đồng rưỡi ha. Thì cái cải chua này trong đây nó bao nhiêu, trong bao 300 gram, nhưng mà cái cải thì nó chua lè à, nên là khi trước khi mình ăn á, là mình phải vắt, mình rửa cho nó bớt cái chua đi rồi mình ăn. Ok, mình mua để mỗi lần mà nấu canh chua mà nấu bằng cái cải này cũng ngon, hoặc là ăn chấm thịt đồ á. Còn chiều nay á, thì nhà mình sẽ ăn cá chiên này là của bé Tư nè. Bé Tư lại mẹ mình ở Việt Nam đem qua cho mình đem qua nè. Đây chù chà, thấy không cả nhà ha, cá đó là bà gói từng con như nào, từng lát luôn, từng con. Ba người thì chiều nay mình ăn ba lát đó, ba người ba lát rồi bả còn nè ha, cái giấy cái bị nè đó mình phải gỡ ra như vậy là rất là tiện lợi, nên một lần mình ăn á mình không có cần phải ví dụ mình ăn miếng thì mình lấy ra thôi, chứ kỳ trước không có kinh nghiệm á, ví dụ mình đem qua mình đem ba cái miếng cá mình để mình ép trên không không á, rồi còn nó cứng ngắc luôn, nó đông đá cứng ngắc mình gỡ không có ra, cuối cùng không lòng mình rã đông là mình phải ăn hết luôn cái đó luôn á cả nhà. Nên bây giờ là kinh nghiệm của bé Tư, của Tư Dồ là Tư Dồ làm gì cho mình là ok, thấy Tư Dồ mắc công thì dễ sợ luôn á, nhưng mà tại vì Tư Dồ thương mình á nên Tư Dồ nó làm vậy luôn á. Cái bí này hôm nay thì mình cũng cắt ra luôn, một lần mình cắt thì mình cắt hết luôn rồi mình để dành, rồi chiều nay mình sẽ ăn bí hoặc là canh bí tùy theo chiều nay mình muốn sao. Còn cá đó là mình chắc chiên nước mắm ăn với xà lách và ăn cơm với cả nhà. Dạo này là từ lúc ở Việt Nam qua tới giờ là tăng 5 kg đâu, tăng 7-8 kg gì đó. Rồi qua đây là bây giờ giảm lại là hiện giờ là còn 65 kg, nên là bây giờ là mình muốn là giảm 5 kg nữa, tại vì mấy bữa qua giờ là mình chưa có muốn giảm cân, nhưng mà bây giờ là mình muốn giảm, tại vì mình thấy hồi đó giờ mình không có mặc như vậy á, bây giờ tự nhiên mình thấy con người mình nó hay mệt đi làm rồi á, là chỉ muốn ngủ thôi. Một phần ở bên đây là nó đang thiếu nắng, tại vì một lần mà mình người nào mà thiếu vitamin D á là con người nó hay mệt mỏi lắm, ví dụ mùa hè mùa xuân mình hay đi hoạt động ngoài trời nó có nắng á, thì không sao, còn mà cái mùa thu lại mùa đông á mà trời không có nắng là bắt buộc mình phải bổ sung vitamin D vô, còn thôi là con người mình nó mệt mỏi, nên là bắt đầu là ngày hôm qua là mình đã uống vitamin D rồi. Rồi hôm qua thì mình cũng đi chăm cứu cái lưng, thì họ chăm cứu cái lưng mình ở phía sau đây, thì chăm cứu về một lần đầu tiên thì mình thấy cũng ok, tuần sau là chăm cứu tiếp nữa, không biết bao nhiêu lần, nhưng mà tuần sau là mình ghé lại chăm cứu. Yay. I will have hazelnut coffee or chocolate coffee, which one should I take? I think chocolate coffee. Ông nói là bây giờ là nó có hai loại cà phê, loại cà phê cái mùi sô cô la và loại cà phê mùi hạt dẻ, thì không biết là cả nhà là ảnh nên uống cà phê nào, cà phê hạt dẻ hay là cà phê sô cô la, bây giờ uống gì? Chocolate number one. Đó, bây giờ là ông sẽ uống cà sô cô la. Tháng này sinh nhật tôi đó nha ông. Ông coi ông tặng quà gì cho nó đàng hoàng. The wife already happy, I go for one week, I go away. Dám không? Nè, ông nói là mình á, ông nói là mình mừng khi mà ông với lại thằng Ben đi qua bên châu Phi một tuần là mình mừng. Mình nói là, now hả, my birthday hả, come in hả, what are you going to give me hả? So many kiss. Khỏi, tôi không có cần, không. Ông nói là sinh nhật tặng hôn. No money. Không có tiền. No money. Because all the money I keep. Yeah. Ông nói tiền đâu, tại vì tiền mình giữ hết rồi sao mà không còn tiền mua quà nữa. Nhưng mà bật mí cho cả nhà nè, Henrik là tặng cho mình một món quà rất là giá trị, là you buy a ticket for me to go to Vietnam hả? Yes. Yes. Go đó. With that. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Yeah. And then they go yo 100. No. Only drink tea. Only tea.
làm sao. Sinh nhật năm nay của mình thì Henrik có mua cho mình cái vé máy bay để Tết mình về Việt Nam. Tại thường là mình không có về Việt Nam Tết được, nhưng mà cũng có một số việc phải xử lý. Là một cái thứ hai nữa là Henrik năm nay là nghỉ trúng cái dịp Tết của Việt Nam, nên là Henrik có kêu mình là đi về đi. Tại vì mình cũng không có dự định là về, tại vì kỳ này về là chỉ mua vé về chỉ có 10 ngày à. Đi có 10 ngày là ngày 28 Tết là mình sẽ có mặt ở Việt Nam lúc 6 rưỡi sáng. Rồi tới hình như mùng 8, mùng 9 Tết gì đó mình bay qua đi lại. Thì mình nói là thôi mình không có đi, nhưng mà Henrik nói bây giờ Henrik coi cái giá vé máy bay là cái mùa Tết nó cũng ok. Cái mùa hè mình giờ là mình mua vé máy bay là 1.300 cho một người, ba người mình mua. Còn Tết này thì là mình mua là 770 euro cho một cái vé là vòng đi vòng về cho một mình thôi. Thì Tết này là mình sẽ về lại Việt Nam. Thì đây là cái món quà mà Henrik dành cho mình. Nhưng mà Henrik nói chưa hết đâu, cái này là mới cái quà này là xíu thôi, để tôi tặng cái bà quà khác nữa. Mà ông nói quà bự cái này mà tôi không biết quà bự cái này là gì nữa. Mà tại vì mình nói với bên là nói với bà là con nói trong lỗ tai bà thủ thủy lỗ tai bà đừng có mua dầu thơm dầu đồ cho mẹ, tại vì mẹ tự mua được. Con nói bà tặng quà cho mẹ là tặng đưa tiền cho mẹ, rồi mẹ muốn mua gì mình mua, cái đó nó là ok nhất luôn chứ tặng quà gì, cái gì là không có chứ tặng quà chi, đúng không cả nhà? Mua vé máy bay là ok rồi, bây giờ thấy mình tội nghiệp quá thì giờ cho mình 50 cũng được, 20 cũng được, cho 20 cũng được, cho mười đồng cũng được, cho 50 đồng không cần cho 100 hay là 200 gì hết, mà trả tiền rồi mình mua gì mua, chứ đừng mua bó bông. Mùa giờ mua bó bông bên đây nó cũng mắc mười mấy đồng mà dầu xong quanh, chứ còn tiền chi là mình để dành muốn làm gì làm. Bây giờ mình cắt bí thôi cả nhà ơi, sáng tâm sự xíu, tại bữa nay nghỉ nên tâm sự cả nhà một chút vậy á. Chú cha bên đây mà cắt trái bí này ra một lần, mà cắt trái bí á là mình phải kêu anh Hen nè, chứ bây giờ trái bí nó cứng ngắc à. Ở bên đây người ta thích ăn bí lắm, nhưng mà người ta ngại cắt bí lắm cả nhà. Bí này là mình nhìn theo như kinh nghiệm của mình mà trồng bí mấy năm nay á, là bí này nó không có dẻo, là mua nhầm rồi cả nhà ơi. Lại chiều nay là không ăn bí này, lát mình luộc thử một miếng. Chứ cái bí nó dẻo á, là nó nhìn nó khác. Cái này là bí nước, nhìn nó sượng sượng trăng à. Không ngon. Là năm nay mua nhầm. Hèn chi bữa mình nói là cái loại này kỳ trước mình ăn là nó dẹp dẹp gì nè, mà sao giờ trái bí này nó tròn vậy. No, not nice. Anh Hèn nó không ngon hả? Vậy là chiều nay mình nấu cái khác. I know. Professional. Anh Hèn hỏi sao mình biết. Mình nói mình biết chứ, mình nhìn bí mình biết. Tại vì khi mà trái bí nó trái dẻo á, là nó nhìn nó không có trong như vậy, và nó cũng không có nước nhiều đâu. The meat is not so thick. Yeah. Dầu không ngon. Can't throw away. Mình nói bỏ luôn. Oh. Yeah, not nice. Very disappointed, want to cry. Anh nói giờ anh muốn khóc luôn rồi. Khóc tôi nghe coi. Maybe the meat is on this side. Không, no, not nice. Đi chợ mua được hai trái su hào bự lắm là cả nhà. Su hào này mình mua ngoài chợ thì nó bán là 1 đồng trái nha. Còn ở trong 1.50 hai trái, nó bán 1.50 hai trái. Còn ở siêu thị của mình nó bán trái nhỏ nhỏ vậy nè, là siêu thị ở Tây á, Jumbo nó bán nhỏ nhỏ vậy mà nó bán 2 đồng trái, nên là mỗi lần mà đi chợ trời á là mình hay mua su hào về để mình làm đồ chua, ngâm chua. Đây là giấm mình nấu xong rồi, giấm đường á, rồi mình nấu xong mình làm. Có cái đồ chua trong nhà này thì ăn nó đỡ. Hay làm đồ chua để sẵn, để có lỡ mà ăn bún nè, rồi ăn đồ cuốn đồ thì là nó có cái nó có đồ chua ăn cho nó khỏi ngán. Mình thích ăn đồ chua su hào này lắm luôn á. Đang bữa nay rảnh nạ nên là làm đủ thứ món, rồi nói chuyện với Tư Vô ở Việt Nam. Hello Tư Vô. Su hào cắt xong rồi, bây giờ mình cho muối vô, mình ngâm khoảng cỡ nửa tiếng đó cả nhà. Cái công thức này mình được một cái chị kia cho. Mình làm cái đồ chua á, mình làm công thức này làm đồ chua, làm cà rốt hay là củ cải gì cũng ok hết á, để được lâu lắm mà ăn ngon. Đó giờ mình làm cái đồ chua này ai cũng khen á. Nên nếu mà anh chị nào mà có muốn có cái công thức làm đồ chua thì comment cho mình, rồi mình sẽ cho cái công thức nha.
bí nó không có ngon nên là mình nấu súp với lại thịt bằm á cả nhà, cà rốt với lại su hào và khoai tây. Nấu xong rồi bây giờ cho hành vô, cho ngò chứ nhà hết hành à. Mình nấu canh mà mình cho hành ngò vô nó thơm quá ha. Còn bên đây thì mình đang luộc hạt dẻ. Luộc hạt dẻ rồi mình luộc ra mình bỏ tủ tủ đông mình cất ăn dần. Sau một tiếng đồng hồ luộc hạt dẻ nè cả nhà. Vừa luộc mà vừa ăn nữa. Như được như đây hạt dẻ. Trù cha còn cái vỏ cũng một thao nè cả nhà. Rồi bây giờ cái này là mình sẽ phân ra một bị khoảng cỡ 2 lạng á, mình cắt đông luôn. Người nào mình cần thì mình lấy ra mình chế biến đồ ăn. Mình ngâm muối xong rồi mình xả nước sạch sẽ để ráo. Rồi cái nước giấm nó cũng xong rồi nên bây giờ là mình đổ vô. Mình ngâm thì khoảng cỡ bây giờ ngâm chứ là mày mai ăn được rồi đó cả nhà. Đó, xong rồi nè. Mình bắt đầu làm chiên cá thu á, mình chiên sốt cà lại nước mắm á cả nhà. Này là ba rô, nhà mình hết hành rồi. Nên mình xài ba rô lại mình ấy tỏi vô. Rồi cà mình bỏ vô mình xào luôn cho nó chín ra. Cá mình làm xong rồi nè cả nhà. 3 lát cá thu, một người một lát á. Với lại mình có làm nước mắm xong rồi cà mình bỏ vô chung luôn. Lát phải ăn xà lách với lại cơm. Giờ là nhà mình ăn chiều nè. Mình định quay lúc đang ăn nhưng mà tại vì nhà có khách á. Bạn của anh Hen đi đến đây làm sinh nhật cho mình sớm nên là mình không có quay được. Nên bây giờ là gia đình Trâm Hen Ben xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video kỳ sau. Bye bye. Bye. Happy to like that, huh? Resin. Happy. Oh, yes. Oh. I hope you like it. What do you have? I open. You want to make it all well? Yeah, I think it is wine. Is it fast and fly or something? Yes! Yes! It has hints of chocolate and cherry, I think. Oh. And you being a woman, of course, so you like chocolate, right? So. Like that? Like a. Huh? So happy birthday. Thank you. Sunday, huh? But a little bit early. That's okay. Yeah, I thought it was Sunday. My mom also said happy birthday, so. Thank you. Hendrik have to do some lumpia for Paulus later. I didn't eat as much, so. But better to put on the fat, hè? Oh, yeah, but take your time, mate. Ik heb mijn vis op en dan ga ik vet aanzetten. Ja, dat is goed. Gewoon een koffie style doen. Zeg maar zo speciaal bier pakken. Best. Dat mag. Be famous, right? Bạn của mình nè, mỗi lần đi vô đây là thắp nhang cho ba của mình. Mỗi lần vô đây là thắp nhang à, dễ thương lắm luôn á. Gia đình Trang Hen Ben xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video kỳ sau. Bye bye.